Xin cảm ơn quý vị không rời máy. Đó là bà cô nhà động vận động viên quần vợt nổi danh là Bành Trí mất tích rồi sao xuất hiện trở lại trong tương lai có gì khác khác chắc chắc chắc, bởi vì cô này cô chịu hết nổi cái sự ép uổng của ông phó thủ tướng của Trung Cộng trong cái việc mà kêu bằng cưỡng bức dâm dục, cô ức quá tức nước bể bờ, cô có viết ra một cái đoạn văn và phổ biến. Thì tất cả những cái gì liên quan tới cô Bành Trí không còn thấy ở trong truyền hình nữa hay là ở trong báo chí nữa đó. Nhưng mà sau một thời gian có lẽ thấy không che giấu được nên Trung Cộng cho cô xuất hiện ở trên truyền hình và cô nói hôm nay là cô đi trị bệnh đó. Cái lưỡi không xương nhiều lường lắc léo mà thưa quý vị, không một ai được an toàn trong chế độ cộng sản, không một người nhà giàu nào được an toàn trong chế độ cộng sản. Ông Duy Đồng Rashman ghi nhận tại Trung Cộng những người giàu có nổi tiếng và quyền lực đều dễ sa cơ, dễ bị thất sủng hoặc gặp những gì tệ còn tệ hại hơn nữa. Tháng 9 năm 2021, một người tay trắng dựng lên cơ đồ trở thành tỷ phú bất động sản là ông thẩm Desmond Sum đã cho ra một cuốn sách cách mạng gọi là Red Roulette. Trong đó ông kể lại sự thăng trầm của mình cùng với vợ là bà Đoàn Vĩ Hồng. Họ từng dễ dàng chi ra 100.000 đô la tiền rượu ngon ở bên Pháp, bởi vì họ giàu quá mà, thưa quý vị. Rồi nhưng mà một thời gian sau thì thấy hai ông bà này có thể nói là bị đi vào bóng tối. Là tại sao? Nhưng tại Trung Cộng để thành công thì ai cũng biết bắt buộc phải có một điểm tựa ở một cái điểm mà báo chí ở trong nước gọi là cái điểm chống lưng. Vị ân nhân của cặp vợ chồng tỷ phú Thẩm Đồng và Vĩ Hồng là ông Tôn Chính Tài, người có lúc được coi là chỉ có triển vọng kế vị ông Tập Cận Bình. Nhưng rồi họ Tôn bị khai trừ khỏi đảng năm 2018, lãnh án chung thân vì tội tham nhũng. Thưa quý vị, cái chuyện mà chống tham nhũng là cái nghề của ông Tập Cận Bình dùng gọi là đã hổ diệt rồi để mà trị, để mà triệt hạ những cái người đối thủ của ông Tập Cận Bình. Hồi đó thì hai ông bà này là thân được như một cái người thân, có thể nói là phụ tá của Tập Cận Bình và có thể thay Tập Cận Bình. Nhưng mà sau đó thì ông Tập Cận Bình vững vàng, thưa quý vị, nên cái hai vợ chồng này phải bị đi vào bóng tối của lịch sử. Để chi? Để bảo vệ cho ông Tập Cận Bình. Quyền ở trong đảng cộng sản, quyền sinh sát là trong hoàn toàn trong tay của đảng. Dù những người bị sinh sát đó có thể là đảng viên, công chức, những nhà tài giỏi gì là về làm ăn, đại gia về làm ăn, tất cả đều nằm ở trong cái quyền sinh sát của đảng. Báo Tài Chánh Anh Financial Times đương nhiên chú ý đến trường hợp của nhà tỷ phú Mã Vân, ông Jack Ma. Chỉ một lời chỉ trích
Cung cách quản lý nhà nước hồi tháng 12 năm 22 năm 22 cũng để họ mã biến thành một cái bóng. Tóm lại, tại Trung Cộng không có ai được an toàn, dù những ngôi sao đầy triển vọng trên chính trường dù là biểu tượng của sự thành công tại một quốc gia đã vươn lên tới đỉnh cao trong một lĩnh vực như thế nào đi nữa, thì như trường hợp của bà Bình Suy bị cái giải thưởng bà cũng như bà coi như người ta xóa đi không nhắc tới một thời gian rất là lâu. Cũng nhà báo Rashman lưu ý độc giả về mô hình kinh tế khác biệt của Âu Châu, nơi mà các cộng đồng kinh tế dựa vào mối liên hệ các quan chức trong bộ máy lãnh đạo, vì vậy mà mọi người đều nằm trong vùng xám, như trường hợp của cặp vợ chồng tỷ phú địa ốc Thẩm Đồng. Các doanh nhân Trung Cộng thành đạt cũng nhờ có sự nâng đỡ của đảng, nhưng tất cả đều có thể có sự tan vỡ. Tỷ phú thưa với quý vị, ở đây những người nhà tác giả mà nghiên cứu về cái sự phận bạc như là chết yểu của những nhà tỷ phú Trung Cộng thì có một nhận định là tỷ phú Trung Cộng thưa với quý vị rất là đoán mệnh chứ không phải như là sống dài như Bill Gates hay là này kia Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ cái chuyện làm ăn cũng như cái tình hình giá trị tài sản thưa với quý vị được luật pháp bảo vệ, được hiến pháp bảo vệ một cách chặt chẽ. Còn đối với cộng sản, những cái giá trị, những cái tài sản đó đều nằm ở dưới cái sự quyết định của đại đảng. Mở lại với báo chí chính thức của China Daily năm 2011, tờ này tổng kết 72 tỷ phú của Trung Cộng đều gặp tai ương, không bị tù đày, tử hình thì cũng gặp tai nạn. Báo Libération của Pháp ngày 3 tháng 3 2019 đã có bài điều tra về cái chết bất ngờ của ông Dương Kiện, 56 tuổi, chủ tịch XNE, hoạt động công khai về ngành tài chính khách sạn và hàng không. Cảnh sát Pháp điều tra nói đến một cái chết ngu xuẩn. Tại sao? Khi nhà tỷ phú Trung Quốc này cầm một cái bức tường dơ cao lên 8 mét rồi ông nói ông bị té chết à. Rồi, theo cảnh sát của Hoa Kỳ thưa quý vị, điều tra cảnh sát của Pháp cho đó là một cái chết vô lý, mà cái chết có thể nó là ngu dại. Là tại sao, làm gì mà một cái người cầm cái máy chụp hình rồi té xuống tường chết. Về phần tỷ phú Mã Văn, ông Alibaba có lẽ kinh nghiệm hậu vận không hay của người đại gia Trung Cộng nên đã sớm thông báo về hưu tính rút trước. Vậy mà vẫn không tránh khỏi búa rìu của Bắc Kinh, người ta không còn thấy ông rắc mã xuất hiện trên các diễn đàn kinh tế thế giới, bên cạnh những Bill Gates hay là Jeff Bezos hay là Elon Musk, Alibaba và những chi nhánh của các phân phối trên mạng ở trên nước. Đó là có thể nói
còn ở bình dân bà con trong nước. Sao thấy cái tin này thì bà nói cộng sản á, khi họ cần thì họ dụ dỗ về xứ họ làm ăn, họ tạo điều kiện cho làm ăn để trên làm giàu. Đó. Họ dỗ béo một thời gian ở trong nước, mà chữ dỗ béo tức là làm cho mập đó, thì thấy giàu đủ rồi đó, thì thưa với quý vị, họ dỗ béo bằng cách, nghĩa là họ làm thịt. Vì tất cả những cái tài sản mà của những cái người đại gia làm ăn ở cộng sản bị tịch thu đó, vô túi ai? Nói thẳng thắn là vô túi của đảng cộng sản và những người lãnh đạo của đảng cộng sản. Đó là những gì anh em chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn.